Đến những thời khắc cuối cùng của kỳ chủ nhân hè 2019 thì Rangers mới có được chiếc ký của Ryan Kent, nhưng họ đã phải bỏ ra đến tận 6,5 triệu bảng. Đó là số tiền chuyển nhượng do phía Liverpool yêu cầu, một con số khá bất ngờ nhưng tạm chấp nhận được. Nên biết rằng Rangers chưa từng chia ra từng đó tiền trong suốt hai thập kỷ qua, và điều đó biến Ryan Kent trở thành ba hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử đội bóng Scotland. Việc họ chấp nhận mọc hầu bao để mang cầu thủ này về từ Merseyside phần nào phản ánh được sự tin tưởng của ban lãnh đạo dành cho tài năng của anh, nhưng nó cũng là bằng chứng cho thấy Steven Gerrard được đánh giá cao như thế nào. Mặc dù Gerrard tỏ ra khá thận trọng khi anh nhắc đến Kane và chưa từng công khai rằng mình hứng thú với tiền vệ trẻ này, nhưng rõ ràng đây là một thương vụ mà cựu đội trưởng The Kop muốn nó phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Và mong muốn đó càng trở nên rõ ràng hơn khi Rangers bị đánh bại bởi Celtic, một thất bại làm ảnh hưởng không nhỏ đến khởi đầu khá suôn sẻ kể từ đầu mùa. Hành động của ban lãnh đạo khi mang về cầu thủ được huấn luyện viên Steven Gerrard tin tưởng đã thể hiện được nhiều điều. Trở lại với hoàn cảnh hồi đầu mùa khi Celtic đang là đội bám đuổi, thì cú sốc sau lượt đi Derby Glasgow khiến niềm tin vào sức mạnh của đội hình Rangers tại thời điểm đó bị sức mẻ ít nhiều, nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến sự tôn trọng mà mọi người dành cho Gerrard. Chỉ một vài ngày sau, ban lãnh đạo thể hiện sự ủng hộ của mình với Stevie G bằng cách mang về cầu thủ mà anh hết sức mong muốn. Hẳn nhiều người trong số chúng ta đã quên rằng khi Gerrard chấp nhận Rangers, đội bóng đang trong giai đoạn thoái trào. Rangers vừa bị Celtic vùi dập với tỷ số 5-0 và chuẩn bị kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 tại giải đấu danh giá nhất Scotland. Họ không còn nhiều tiền để chi cho thị trường chuyển nhượng và tương lai có vẻ ảm đạm. Không lâu sau đó, họ cũng bị đánh bại bởi đội bóng đến từ Luxembourg là Progress Niederkorn với tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận. Nhiều cổ động viên cho rằng đó là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong lịch sử của đội bóng có bề dày lịch sử như Rangers. Với tình hình hỗn loạn vào lúc đó, Gerrard đã thực hiện một lựa chọn quá nhiều rủi ro rằng công việc này sẽ kết thúc sự nghiệp huấn luyện của anh trước khi nó kịp bắt đầu. Ở chiều ngược lại, Rangers cũng đang đánh cược tương lai của câu lạc bộ. Khi Gerrard tuy rằng đã thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong suốt sự nghiệp của cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chỉ mới có kinh nghiệm dẫn dắt từ đúng một mùa giải ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội U18 Liverpool. Sự xuất hiện của một người tầm cỡ như Gerrard làm tinh thần của các cầu thủ tại sân Ibrox tăng cao. Đến từ Liverpool, theo một cách bản năng, anh đánh giá cao sự khát khao danh hiệu của câu lạc bộ Scotland và nó cũng được thể hiện qua thái độ làm việc của anh. Ban đầu, sự xuất hiện của một huyền thoại bóng đá làm cho không khí xung quanh trở nên hết sức năng động và đầy cảm hứng, rồi nhanh chóng nó trở thành nguồn cảm hứng để đưa cả đội hướng về phía trước. Và thật vậy, quá trình chuyển đổi diễn ra gần như ngay lập tức. Trong số những người được theo dõi cách Gerrard làm việc và truyền đạt tư tưởng của mình trong một vài tháng gần đây, không ai có thể nghi ngờ về mục tiêu duy nhất của anh là giành được những chiến thắng. Người hâm mộ đánh giá cao về huấn luyện viên trưởng của mình, vì trong khi anh hoàn toàn có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh và nhân lực có hạn trong tay, thì anh lại chọn cách xây dựng niềm tin nội tại của câu lạc bộ. Anh thành thật với những suy nghĩ của mình, cả khi thất bại và khi chiến thắng. Thay vì chỉ trích những cầu thủ đã chơi dưới sức và không đạt được những kỳ vọng mà anh đề ra, trong khi Gerrard hoàn toàn tôn trọng những gì mà Celtic đã đạt được và sự thống trị gần đây của họ đối với bóng đá Scotland, thì anh cũng không tự ti cho rằng Rangers là một đội bóng yếu hơn. Anh cũng không thể hiện bất kỳ sự rụt rè nào ở đấu trường châu Âu. Dù Rangers vừa bị đánh bại bởi đội bóng chỉ đứng thứ tư ở Luxembourg trước khi anh đến thủ đô Scotland, nhưng Gerrard ngay lập tức dẫn dắt đội bóng vượt qua 4 vòng đấu loại trước khi đặt chân vào vòng bảng. Thậm chí ngay cả khi bị loại, đội bóng vùng Govan dưới sự dẫn dắt của Gerrard cũng có được thành tích ấn tượng khi họ đánh bại Rapid Wien. Bên cạnh đó là những trận hòa đầy quả cảm trước Spartak Moscow và Villarreal khi cầm chân đội bóng đến từ Tây Ban Nha tận 2 lần. Europa League có thể chỉ là giải quốc tế hạng 2 ở bình diện châu Âu và bị đánh giá thấp hơn Champions League, nhưng những thành tích đó vẫn cho thấy được sự tiến bộ đáng kể của Rangers. Những kết quả ở đấu trường quốc nội cũng được cải thiện, bao gồm cả chiến thắng đầy ấn tượng 1-0 trước Celtic trong một trận đấu mà Rangers đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và họ đã có thể ghi được nhiều bàn hơn nữa. Tuy nhiên, để trở thành một nhà vô địch, họ cần phải có được sự ổn định và đó cũng là điều mà Rangers còn thiếu ở giai đoạn 2 của mùa giải. Chủ những trận không thắng không chỉ xác nhận sự lên ngôi của Celtic tại giải quốc nội mà họ còn giết luôn cả hy vọng của Rangers ở đấu trường cúp quốc gia. Vị huấn luyện viên 39 tuổi vừa mới trải qua một tuần đầy thử thách trong sự nghiệp huấn luyện của mình khi bị loại khỏi cúp quốc gia Scotland bởi đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là Hearts, chỉ 7 ngày sau trận hòa đầy tai hại trên trận đua đến danh hiệu vô địch quốc gia trước St Johnstone. Đây là thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi anh tiếp nhận công việc cùng với đội chủ sân Ibrox. Điều này càng trớ trêu hơn đối với Steven Gerrard khi hai thất bại dẫn đến sự sụp đổ của Rangers tại các đấu trường quốc nội đến đúng lúc họ đang có được kết quả khả quan nhất trong những năm gần đây. Thậm chí chiến thắng trước Braga ở đấu trường Europa League hồi thứ tư tuần trước càng làm cho thất bại ở Tynecastle trở nên khó hiểu hơn. Hồi thứ tư, tôi là người tự hào nhất châu Âu này bởi vì những cầu thủ của tôi đã có những màn trình diễn xuất sắc. Những gì chúng tôi cố gắng suốt 2 năm nay, tôi đã có thể chiêm ngưỡng thành quả từ bên ngoài đường biên. Tôi cực kỳ hãnh diện. Điều này rất đáng kinh ngạc. Nhưng hôm nay, trong suốt 90 phút, tôi chẳng nhận ra điều gì cả. Tôi đang rất thất vọng. Gerrard có lý do khi phát biểu như vậy. Chiến thắng trước Celtic hồi 29 tháng 12 cho phép Rangers nắm quyền chủ động trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch Scotland. Đội bóng gồm Govan hoàn toàn tự tin vào khả năng vô địch của họ khi chỉ để thua đúng một trận cho đến hồi cuối năm ngoái.
Alfredo Morelos ghi đến 28 bàn trong 35 trận. Rangers cũng cho thấy họ có đủ chất lượng và chiều sâu đội hình để thách thức bất kỳ đối thủ nào. Kể từ thời điểm đó, Rangers để thua Kilmarnock, Hamilton và Hurt đến 2 lần, mất điểm trước Aberdeen và St Johnstone. Họ bị Celtic bỏ lại phía sau đến 13 điểm trên bảng xếp hạng và bị loại tối hổ khỏi cúp quốc gia. Đây là mùa giải mà Rangers đang được mong chờ sẽ đạt đến giai đoạn phát triển cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Gerrard. Nhưng sự thật thì Celtic lại đang băng băng trên đường vô địch, hướng đến mùa giải thứ tư liên tiếp có được cú ăn ba quốc nội. Việc Rangers không còn khả năng cạnh tranh ở bất kỳ hạng mục nào là đáng thất vọng, nhưng tự chung lại, những niềm hy vọng mà Gerrard mang đến ngay từ đầu mùa giải đầu tiên là hết sức đáng ghi nhận. Đội bóng đã tìm lại được chính mình một lần nữa, chơi thứ bóng đá chủ động, tấn công quyết liệt và liên tục pressing. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể mong chờ từ một huấn luyện viên có tư tưởng và sự ảnh hưởng từ Jurgen Klopp. Ở thời điểm hiện tại, khẳng định Rangers của Gerrard là một bản sao của Liverpool là điều rõ ràng. Khi mùa giải dần đi đến hồi kết, sự tương đồng của hai đội càng được thể hiện rõ nét hơn qua cách mà hai đội lựa chọn hàng tiền vệ, dựa trên tiêu chí là tiền đạo nào đang có sẵn, cùng với vai trò và trách nhiệm của những hậu vệ cánh ngày càng lớn hơn. Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Aberdeen mùa này cho thấy sự trưởng thành về mặt chiến thuật của Gerrard. Phải đối đầu với một đội cho thấy sự khó chịu của họ kể từ đầu mùa, anh đã giúp các cầu thủ Rangers làm chủ khu trung tuyến bằng cách đẩy các hậu vệ cánh lên cao hơn, đồng thời rút bớt cầu thủ trên hàng công. Điều này cho phép Rangers làm chủ trận đấu, họ kiểm soát đến 74% thể lượng, trong khi sự nhuần nhuyễn và ăn ý giữa các cầu thủ giúp cho họ có thể khai thác được những khoảng trống, qua đó phá vỡ chiến thuật kẹp người rất rác của đối thủ, chiến thuật mà Gerrard đề ra cho phép họ thống trị trận đấu. Theo lẽ tự nhiên, đôi khi anh cũng đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng quan trọng là có vẻ những bài học ngay lập tức được Gerrard rút ra. Không như vậy, trong khi Stevie G thể hiện được khả năng tự học tuyệt vời của mình, anh còn biết cách để truyền đạt cho những học trò của mình, giúp họ cải thiện một cách rõ ràng. Alfredo Morelos đến Scotland từ Colombia từ khi mới chỉ 21 tuổi, qua một chặng đường đầy cam go, khi trước đó anh còn phải lưu lạc đến tận Phần Lan. Chân sút này đã làm tốt trong mùa giải đầu tiên của mình, mặc cho câu lạc bộ đang phải chật vật tìm cho mình một lối thoát. Nhưng tài năng của cầu thủ trẻ này chưa thực sự tỏa sáng kể từ khi Gerrard xuất hiện và xây dựng những biên đánh của đội xung quanh Morelos. Điều này dẫn đến một tỷ lệ ghi bàn ấn tượng với 30 bàn kể từ cuối mùa giải trước và góp phần không nhỏ cho sự tiến bộ của chính cầu thủ này. Trên sân, ý thức chiến thuật là một vấn đề rất lớn với một cầu thủ đã bị thay ra đến 4 lần trong chiến dịch ra mắt của Gerrard. Tuy vậy, tình hình hiện tại đã được cải thiện khi cựu tiền vệ Liverpool chú ý chỉ bảo hơn cho tiền đạo Alfredo Morelos khi chân sút người Colombia không bị thay ra lần nào trong mùa giải này, một dấu hiệu khác của sự trưởng thành và sự tiến bộ về mặt nhận thức chiến thuật. Morelos là một ví dụ điển hình về sự thành công của Gerrard trong công tác nhân sự, nhưng không phải là ví dụ duy nhất. Không bất ngờ khi anh xây dựng được ý thức của các cầu thủ rằng điều quan trọng là các cậu không bao giờ được đứng yên trong suốt trận đấu. Tôi đã luôn giữ thái độ đó khi còn là một cầu thủ. Ngay cả khi đã bước sang tuổi 30, tôi luôn tìm cách để cải thiện mọi khía cạnh trong mọi trận đấu. Tôi luôn muốn tiếp tục điều đó ở cương vị là một huấn luyện viên. Một lần nữa, những nền tảng mà anh dày công xây dựng đã được thể hiện tầm quan trọng của mình. Gerrard giờ đây có trong tay đầy đủ những con người mà anh tin tưởng, những cầu thủ có thể giúp anh hoàn thành công trình của mình. Và với bộ sổ bao gồm Gary McAllister, Michael Beale và Jordan Milsom, anh có những trợ lý đầy kinh nghiệm trận mạc, am hiểu chiến thuật và khả năng phát triển cầu thủ. Đến cả Jurgen Klopp cũng từng phát biểu rằng, nếu bạn hỏi ai sẽ tiếp bước tôi, thì tôi có câu trả lời là Stevie G. Tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy mỗi khi có thể. Nhưng cho đến thời điểm này, thì có thể đó là điều mà ai cũng đoán biết được. Chúng ta đều biết rằng giấc mơ của Gerrard là một ngày có thể trở lại dẫn dắt Liverpool, và hành động được xem như là xác nhận của Klopp không làm giảm bớt sự mong chờ của người Merseyside đối với cựu đội trưởng huyền thoại của họ, và một cuộc tái hợp là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù mọi thứ gần như đã rất rõ ràng, nhưng trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi việc đôi khi không diễn ra một cách trơn tru như đã định. Điều duy nhất chúng ta chắc chắn ở thời điểm hiện tại là Gerrard đang chứng minh được rằng anh có khả năng để trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời, như cái cách anh đã trở thành một ngôi sao lớn khi còn là cầu thủ. Những gì mà Gerrard đã làm được ở Rangers là những bằng chứng xác đáng, và những gì anh có thể giành được trong tương lai sẽ xác nhận lại điều đó.